đấy anh Tiến, chuẩn luôn, quay 5 món 2650 mày tính anh. em cộng tầm bằng máy tính thôi, em không cộng bằng bằng nhầm bùm mày. Vâng, cái này là 600 450 650 450. Đây, hello anh em, hiện tại đang em trai bán ra cho em khác, đang bán ra cho em trai cái bệ ghế các bạn nhá, 100% là Hyundai xịn. Chúng ai bóc của chúng ai chung. Đây các bạn ơi, hiện tại thì mình đang bán giao cho em trai khách quen nha các bạn nhá, bản độ của con 1.0S này. Đó, chúng bóc ở ra cho các bạn xem luôn. Để lắp được vào cái xe Hyundai toàn bộ dòng 1.0S thì 1.1X thôi. Không mới mà anh bỏ cho em xem qua thôi. Đây. Đấy. Các bạn hình dung là các bạn sẽ phải cắt bốn cái tai đi nhá. Đắp phát là vừa kít luôn, chưa đầy 10 phút. Anh Tiến chơi ở đây là anh Tiến nào? 2650, 26 anh. Ok, để em kiểm tra lại anh. Hay em không nhầm? Vâng, con 350 anh vừa đấy. Con béo nó vừa lắp đấy anh ạ. Vừa 250 luôn, chế. Đấy. Đây, con này thì em về em chung ngửa mặt kia chú bác. Để bảo bạn ấy bỏ tay này ra là xong. Đây, con này thì em đặt vào là vừa kít 100% luôn nhá. Không phải chế cháo gì. Thì chỉ có mỗi cái là cái ghế của em mình cắt một cái thôi. Đây, anh đưa lại một lần nữa. Đây, đây em xem này. Ghế của em cắt một cái này. Nó thừa là một cái này. Cái này, một cái là làm ở ghế hàn và ghế này. Phải đột ra này. Nói chung là nó cắt trong 5 phút. Đấy, con này cắt ra xong. Đặt vào đúng bốn cái lỗ này. Đặt vào đúng bốn cái lỗ trên mặt này này. Chân này là vừa kít 100% rồi. Đây, đặt vào đúng bốn cái lỗ này luôn. Là xong luôn. Không phải chế cháo một cái gì luôn. Ok, xong rồi đây. Ghế bề ghế xịn nhá. Đấy. 55 à? Đúng rồi, 55 cho em. Đây, em chơi lắp vào xe này anh em nhá. Lắp vào xe này em trai này. Đó các bạn thấy không? Đây ghế lái lắp vào xe này đây. Cái body kit đây không bỏ bán cho em về đây các bạn. Đấy, body kit đây nhé. Body kit. Đó các bạn thấy không? Không nào bán cho bạn cái body kit này. Bạn lấy độ đấy, phải pha đèn này. Nên tay gương gia nhập hai bên này. Nên tay gương gia nhập hai bên. Đó, ok cho anh em. Đèn lóc thì hôm nọ em thì có độ vào cái đèn xanh các bạn này. Rất là ngon luôn. Thank you em. Cái này không sơn này em. Không sơn để nguyên nhảy luôn này. Không, cái này một cổ chó không à. Xong các bạn nhá. Cảm ơn em trai rất nhiều luôn. Anh em nhớ lấy ủng hộ mình nha. Số ta là 0978 23083 và 0978 2038. Thank you em trai rất nhiều luôn. Anh chị ơi đây.